Xin chào các vị phụ huynh. Hôm nay cho các con học về một câu chuyện I have two eyes to see. Phụ huynh về nhà sẽ cho con đọc câu chuyện này và tự diễn tả ở nhà, học thuộc lòng. Không phải đọc các chữ cho mày đâu ạ, mà là bạn sẽ học thuộc lòng. Có thể đọc chữ cũng được, nhưng mà em cần cho mày học thuộc lòng. I have two eyes to see. I have two legs to run. I have 10 fingers to count and wiggle at everyone. I have two ears to hear. I have one mouth to say I like you. Đây là câu chuyện và phụ huynh sẽ cố gắng là hướng dẫn con là diễn tả đúng như thế thì các bạn sẽ nhớ hơn và sẽ làm cho bạn một bài nói nó sẽ trôi chảy hơn.